Đêm nằm trong nhà, cứ nghe tiếng xe cấp cứu hủ còi inh ỏi ngoài đường. Bà Năm không sao ngủ được. Bà cứ loay hoay xoay trở, làm ông Năm cũng thức theo. Ông lấy tay vỗ vỗ bà mông bà. Không lo ngủ, cứ dễ đành đạch như vậy, ai ngủ được. Sao tôi lo quá ông? Ông Năm mở mắt ra nhìn vợ. Trong bóng tối lờ mờ, ông nhìn thấy bà Năm đang ngó ông chầm chầm. Ông hỏi, gì nhìn tôi thấy ghê vậy bà? Bà lo gì? Hay lo bò trắng răng? Mệt bà quá, không cho ai ngủ hết. Tôi lo mấy đứa nhỏ ở nhà, dịch giả như vậy, không biết ra sao nữa. Tụi nó lớn hết rồi, đâu tới phiên bà phải lo. Ông à, mai tôi về dưới nha, 2-3 ngày thôi, rồi tôi lên với ông. Xe cộ hạn chế như vậy, sao đi được? Vẫn còn được mà, nhà nước đâu có cấm xe buýt, xe tải lưu thông đâu nè. Kẹt quá, tôi đi nhờ xe anh 7 xe tải. Nè nè, cấm bà đi xe anh 7 anh 8 gì hết nha. Lại có ý đồ gì nữa đây? Trời đất, đừng có nói là ông ghen bậy đó nha. Già hết rồi mà còn nói xàm. Ừ, nói xàm mà không chừng trúng đó à. Bà Năm bỗng nhớ lại cái hồi còn trẻ. Lúc mới quen nhau đâu được có mấy tháng, Năm coi ruộng bên kia con kinh cho ba má nàng. Coi ruộng rồi cua luôn con gái của chủ, đại loại như thế. Anh chèo xuồng qua bên đây để hẹn hò, đợi trời sụp tối thì chở nàng qua chòi ruộng hú hí. Trên đường đi gặp Năm, khi sắp tới điểm hẹn ở bờ kinh phía trước thì có 3 thằng thanh niên bám theo chọc ghẹo. Một tên ló mòi sàm sỡ bất thần nắm tay nàng. 2 tên kia đứng nhìn cười ngặt nghẽo. Ngay lúc ấy thì Năm từ ở dưới xuồng lao lên, tay cầm mái chèo quật chan chát vào 3 thằng ghẹo gái. Ngày còn trẻ, tướng tá Năm to lớn dền dàng nên tụi thanh niên rất ngại đụng độ. 3 thằng nọ bỏ chạy trối chết mới thoát khỏi một trận đòn bầm dập. Năm còn tức giận hét vói theo, gặp tụi bay ở đâu là tao đánh chết mẹ ở đó nha. Chửi thế thôi chứ Năm cũng chẳng phải loại người hung dữ và thù dai, nhưng chớ có dại mà đụng vào cô gái của anh, vì đó là việc làm ngu ngốc hoặc là đã hết muốn sống. Bà Năm thấy tức cười, biết tính ông hay ghen, nhiều lúc rất trẻ con, nên bà vợ nghiêm giọng gắt, nói bậy nữa tôi vả rớt răng bây giờ. Mà bà đi rồi ai nấu cơm tôi ăn? Bà Năm ngồi hẳn dậy, sờ tay vào vai chồng, nói giọng năn nỉ, lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo, tôi đi 2-3 ngày thôi mà, lâu lâu tự lực cánh sinh vài hôm đi ông già. Giỏi giỏi hen. Được rồi, muốn đi đâu thì đi, vừa dưới ở luôn cũng được. Nói xong, ông xoay lưng về phía vợ, lầu bầu, thôi, để yên tôi ngủ. Biết ông Năm chỉ giỏi, bà mỉm cười, nằm xuống vòng tay ôm ông từ phía sau, nhắm mắt cố ngủ tiếp. Nhưng nằm yên chưa được 1 phút, chợt ông Năm xoay người qua nói với vợ, vậy chừng nào bà về? Sáng mai tôi đi luôn hen. Vậy giờ tôi phải quất bà 1 cái, chứ để bà về dưới cả tuần, chắc tôi nhớ bà đến phát điên quá. Vừa nói, ông vừa loay hoay thò tay vào lưng áo của vợ xoa xoa. Bà Năm vả nhẹ vào mặt chồng, đồ quỷ nè, già rồi mà vẫn còn ham lắm. Tôi ham vợ tôi, chứ có ham vợ ai đâu mà nói, hả? 2 vợ chồng ông bà Năm từ quê Đồng Tháp kéo nhau lên Sài Gòn mưu sinh được gần 3 năm nay. Để nhà lại cho 2 vợ chồng thằng con trai lớn và đứa con gái út coi sóc.
ông Năm đã gần 60 tuổi, bà nhỏ hơn ông 10 tuổi. Cỡ đó cũng coi như là già rồi, lại chẳng có nghề nghiệp chuyên môn nào. Ở dưới quê, ông làm gì thì lên Sài Gòn làm cái nấy. Ông mua ít cây ván và tôn cũ, dựng một cái chòi sửa xe bơm bánh bên vệ đường. Hai ông bà thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu trong khu ổ chuột, nằm sát một khu chung cư khá lớn. Nhờ ăn theo cư dân sinh sống ở đó và các tiểu thương trong cái chợ đầu mối bên cạnh, nên phải nói là ông bà Năm cũng khá tất bật với công việc. Chẳng giàu có gì, cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Trừ tiền ăn ở nhín nhúc, cũng đều đặn mỗi tháng tích cóp được 5-3 triệu, gửi về cho mấy đứa nhỏ. Nhất là với con bé Ba, còn tuổi ăn tuổi học, rất cần tiền mua sách vở, quần áo. Phụ thêm ít đồng mua sữa cho cháu nội. Nhiều đó thôi cũng khiến ông bà Năm thấy đầy đủ, sung túc lắm rồi. Hạnh phúc thì đâu cần gì lớn lao đâu nhỉ. Phải nói chỗ thuê trọ khá chật hẹp, trời nắng thì nóng bức, nhưng tới ngày mưa thì mái dột long tông. Suốt ngày phơi nắng ngoài đường, ông sửa xe vá ép, còn bà thì phụ trách bơm bánh, chạy tới chạy lui lo chở búa cơm nước cho ông. Cực khổ nhọc nhằn là vậy, nhưng đôi vợ chồng già lúc nào cũng quấn quýt như đôi chim bồ câu, gù gù rỉa lông cho nhau, rất thương yêu đầm ấm. Những đêm tháng năm oi nồng, cái máy tôn của căn trọ tỏa hơi nóng hầm hập bức bối. Lớn tuổi sinh ra khó ngủ, nên ông bà thường thao thức rất khuya, tám chuyện cả đêm. Từ chuyện nhà, chuyện thi cử của con út, rồi tới chuyện làm ăn. Cái vụ dịch giả mắc gió này kéo dài cả năm nay. Thân phận nghèo hèn như vợ chồng bà Năm coi như lãnh đủ. Nhất là từ Tết tới giờ, các cơ quan hãng xưởng, chợ búa gì cũng lục tục cho công nhân viên chức nghỉ việc. Ai không có chuyện gì cấp thiết ra đường thì cũng trốn ở nhà tránh dịch. Ông Năm làm nghề sửa xe mà mọi người cứ ru rú trong nhà hết, thì lấy đâu ra xe hư để sửa. Đúng là họa vô đơn chí. 6 tháng này, việc làm ăn ế ẩm, thu nhập hàng tháng ngày càng giảm sút, chẳng còn dành dụm được bao nhiêu tiền. Có ngày chỉ được vài ba chiếc xe ghé ngang bơm bánh rồi thôi. Ông Năm buồn bã nói với vợ, cứ kéo dài kiểu này, không khéo tôi với bà lại phải lôi nhau về quê tránh dịch luôn cho xong. Bà lúc nào cũng cố lạc quan để dỗ dành an ủi chồng. Ráng lên đi ông, cố ít ăn ít, miễn sao khỏe mạnh thì được rồi ha. Còn cái gì thì rồi cũng sẽ qua hết, lo lắng làm chi cho sanh bệnh. Thời tiết oi bức khiến có lần bà Năm bị cảm nắng, nóng sốt ho hen, nhức đầu sổ mũi, khiến ông Năm phát hoảng. Ông than trời, chết mẹ, có chừng bà bị lây Covid rồi á sao cả. Ông vội vàng hấp tấp chở bà tới phòng khám của ông bác sĩ Vĩnh gần chợ. Sau khi chọt chọt lỗ mũi, test thấy âm tính, ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đó xét nghiệm rồi mua thuốc cũng tốn hết mấy trăm ngàn. Bà đang bệnh mà cũng than thở vì tiếc tiền. Đã nói không phải mà ông cứ một hai dẫn tôi đi test Covid, làm tốn mớ tiền thấy chưa. Cá không ăn muối cá ương mà. Nè nè, hổn đi nha, tốn tiền mà yên tâm. Bà mà bệnh thiệt, cần phải bán luôn tôi thì cũng phải bán nữa, chứ nói chi mấy trăm ngàn mà nhầm nhò gì hả. Ông biểu bà ở nhà nằm nghỉ, nhưng bà không nghe, vẫn cứ lót tót theo ông ra đường và nằm trên chiếc võng, vừa coi ông làm việc vừa ho sù sụ. Bữa đó ông Năm đột nhiên trầm ngâm cả ngày, không nói với vợ tiếng nào. Dù đang ể mình
nhưng bà cũng để ý thấy ngạc nhiên vì không hiểu sao chồng lại tỏ ra trầm lặng cả ngày như thế. Buổi chiều, ngồi trên võng, vừa húp cháo giải cảm, bà vừa hỏi chồng: "Hôm nay không khỏe hả ông? Chắc tôi lây bệnh cho ông rồi hả?" "Đâu có, tôi khỏe như trâu mà. Bà lo ăn rồi nằm nghỉ đi. Tôi dọn dẹp xong đồ đạc rồi chở bà về." "Vậy sao bữa nay im re vậy? Có chuyện gì buồn?" "Có gì đâu. Tự nhiên tôi thấy tôi bất tài vô dụng quá. Từng tuổi này mà vẫn để vợ con lăn lóc đầu đường xó chợ với mình. Tôi nghĩ mà xấu hổ cho cái bản thân tôi." "Đừng nói vậy chứ ông già. Tôi thấy bình thường, chứ có khổ cái gì đâu. Cứ ở kế bên ông là tôi vui hà." "Tôi xin lỗi bà. Kiếp sau tôi sẽ ráng làm đại gia để bà sung sướng hơn ha." "Kiếp sau biết mình có ở với nhau không? Hay là ông quen con khác? Mà nếu là đại gia thì không chừng ông có vợ nhí, chứ đâu lấy bà già xấu hoắc như tôi." "Trời, xấu đâu mà xấu. Bà là đủ ngon cơm với tôi rồi, không biết hả? Nếu không thấy bà, tôi sẽ săn lùng cho ra. Chứ ở đó chắc chắn phải gặp thôi hà. Còn cái vụ vợ trẻ thì tôi không ham. Sức già còn bi nhiêu đâu mà ham gái nhí." "Xì, có già mà dẻo miệng chưa kìa." "Thấy bà cười hi hi thế kia thì chắc là khỏe hơn rồi ha. Bà làm tôi lo muốn chết." "Vậy đó, dù khỏe mạnh hay đau ốm, no đói gì, hai ông bà cũng cứ tối ngày lẩn quẩn bên nhau như hai con chim cu gáy. Nghe bà đòi về quê, dù biết rằng chỉ có vài ngày, nhưng sau ông Năm cũng thấy trong lòng cục hứng. Ngày hôm sau, bà Năm dậy sớm đi chợ. Bà nói với ông: "Tôi ra chợ mua ít bánh trái về làm quà cho cháu nội. Lát ông đưa tôi ra trạm đón xe buýt nhé." "Ừ, đi cho nhanh, đặng còn ra đón xe cho kịp chuyến sáng." Từ hôm bà Năm về quê thì buổi sáng ông Năm ra chòi sửa xe, mở cửa sớm hơn thường lệ. Ngồi ngoài đường, ngó người ta đi qua đi lại, nó cũng đỡ buồn. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời, ngó nhau mỗi ngày đến nhẵn cả mặt. Vậy mà ông lấy làm lạ là sao mình chưa hề thấy chán bà Năm chút nào. Nhiều lúc giận nhau cãi cọ, bà cũng lèm bèm chì chiết, nghe nhức đầu lắm chứ. Nhưng mới qua này vắng có một ngày mà ông đã thấy trống trải. Phải chi như ngày thường đông khách thì ông chẳng có thì giờ suy tư vớ vẩn. Còn cái thời Covid độc địa này ế ẩm muốn chết, chỉ biết ngồi không, nên cái sự nhớ vợ nó càng da diết. Lúc này thì ông lại thèm nghe tiếng bà Năm cằn nhằn cửa nhưỡi. Có nhức đầu thì cũng ok, mới chết chứ. Chiều qua lúc về tới nhà, bà liền gọi điện báo cho ông yên tâm: "Tôi tới nhà rồi, tụi nhỏ đang vui lắm nè." "Vậy hả? Lo thu xếp rồi về đây lẹ lẹ lên." "Từ từ chứ ông già. Mà nè, không có tôi á, cũng nhớ ăn uống cho đàng hoàng, không được bỏ bữa nghe chưa." "Biết rồi mà, nhắc hoài." "Ừ thì nhắc hoài, tôi rành ông quá mà. Có tôi á còn không chịu ăn, tối ngày cứ cà phê thuốc lá. Chứ không có tôi ở đó thì còn tới đâu nữa. Sáng nhớ dậy sớm nấu cơm mang ra chòi, nghe chưa?" "Dạ thưa chị hai, tôi nhớ rồi." "Ông bớt bớt hút thuốc đi nha. Hút hơn 3 điếu mỗi ngày thì có chừng tôi á." "Dạ sếp." Đường xá hôm nay vắng lặng, tin tức về số người bệnh cứ tăng nhanh mỗi ngày, khiến ông cũng thấy lo lắng. Lo đủ thứ,
công ăn chuyện làm không có, thì lấy đâu ra tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước? Mà rủi lỡ bị lây của dích thì sao đây? Nghe nói nhà nước chữa bệnh miễn phí, nên chắc cũng không đến nỗi lo lắm. Nhưng nghe báo đài nói đã có nhiều người không qua khỏi, nhất là cái loại lớn tuổi như mình. Cái này phải gọi nói cho bà hay mới được. Nhưng nếu lỡ bệnh thì làm sao mà kiếm tiền? Thiệt là khổ. Cái kiểu ông hay lo khiến bà nhiều lần chế giễu. Cứ lo bò trắng răng, chi cho khổ vậy ông? Chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi hà, có lo cũng chẳng được. Nhưng tật ông là vậy, đâu thể để nước tới trôn mới nhảy. Lo xa cũng là một đức tính tốt mà. Từ sáng tới giờ ông nằm khoèo ở đây chờ khách, cả ngày không có một móng nào. Dịch bệnh thì cũng phải sống, phải ăn, chứ đâu có nhịn đói theo nó được. Còn cái bà này nữa, về tới nhà chắc lo ôm thằng cháu nội, từ sáng giờ chẳng thấy tâm hơi nhắn nhe gì cả. Bà không thèm gọi thì tôi gọi. Ông móc cái smartphone mới mua tháng rồi, bấm số Zalo, gọi video call cho bà. Alo, gì vậy ông? Cả ngày không gọi hỏi gì hết trơn. Ủa, đi đâu mà trông như bà đang ở ngoài đường vậy? Tôi đang chạy lo chở búa, tất bật sáng giờ. Ủa, mua gì? Nghe báo đài nói dịch bệnh tăng nhanh, sắp có phong tỏa giãn cách gì đó. Nghe sợ quá nên tôi lo dự trữ lương thực, mắm muối thực phẩm. Về tới dưới này không còn cái gì ăn hết trơn. Tụi nhỏ không có biết cái gì hết. Hey, hừ quá, bà la tụi nó. Rồi, à mà này, ở trển còn có mấy ký gạo hả? Đồ ăn cũng không còn gì. Hai ngày nữa tôi xách lên. Gạo dưới này ngon và rẻ hơn ở trển. Tôi biết rồi, bà đi chợ mua bán gì thì cũng nhớ đeo khẩu trang nha. Lúc này dịch bệnh lây lan nhiều lắm đó. Tôi có mà. Ông cũng vậy nha, nhớ lo nấu ăn đàng hoàng. Đừng có để tôi về mà thấy ông sụt cân là chết với tôi đó. Dạ biết rồi chị hai. Gọi cho bà xong, ông thấy vui vẻ hơn một chút. Cứ được nhìn thấy vợ, dù chỉ qua cái màn hình nhỏ xíu của cái điện thoại, là ông Năm như được tiếp thêm sức mạnh và yên tâm chờ ngày mốt bà lại lên với ông. Ôi vợ là niềm vui, là hơi thở của tôi. Vợ muôn năm. Nhưng cái hẹn hai ngày của bà Năm đã không thể thực hiện được, mà phải chờ tới hơn 4 tháng sau nữa. Vào 0 giờ ngày 31 tháng 5, 2021, tức là đêm hôm đó, toàn thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các nơi khác. Trong hoàn cảnh đó, bà Năm kẹt lại dưới quê, còn ông Năm mỏi mòn chờ vợ mà không biết khi nào mới gặp lại. Khi hay tin, bà Năm hốt hoảng gọi cho ông. Giờ làm sao đây? Thì bà ở dưới với tụi nó. Mấy mẹ con ở trong nhà, đừng có ra đường nghe chưa? Dưới này có ở nhà 1 tháng nữa cũng không lo đói. Tôi chỉ lo cho ông thôi. Có gì mà lo, chỉ không được đi qua phường khác thôi, chứ tôi cũng mở cửa làm việc tại chỗ được mà. Ở trển còn có mấy ký gạo, ông coi mua thêm gạo, trứng, xì dầu, mì gói, rau củ gì đó dự trữ thêm. Nghe lời tôi đi hen. Rồi tôi đi mua liền. Nhưng chiều hôm đó, khi ra tới chợ, ông kinh ngạc vì thấy một khung cảnh im lìm, vắng vẻ và chẳng còn mấy người buôn bán. Xách cái xe máy cà tàng chạy lòng vòng,
Cuối cùng, ông cũng gom được 5 ký gạo, chục trứng vịt, mấy gói mì và một ít rau củ. Tối khuya nằm trên giường, ông hơi ngạc nhiên khi thấy khoe thành tích mà vợ chẳng hề phấn khởi hay khen lấy một câu nào. Sao vậy bà Năm? Tôi buồn quá à. Buồn gì? Để ông một mình ở trển, tôi không có yên tâm chút nào. Sợ con nào nó oa chồng bà hả? Con quỷ sứ thì có. Tôi sợ con cu dích thôi. Ông Năm nhớ lại cái hồi nẫm, cách nay hơn 30 năm. Cái lần ở bên ruộng cấy lúa mấy ngày liền, Năm đột nhiên bị trúng cơn mưa lớn, rồi nằm bẹp dí ngoài chòi ruộng. Ở giữa cánh đồng nước mênh mông, ốm đau hay rủi chết cũng chẳng ai hay biết. Lúc nào ngóc đầu dậy nổi thì vo nắm gạo, nấu cháo, húp cầm hơi. Nóng sốt ly bì, không có một viên thuốc. Tự nhiên mấy ngày liền biệt tâm biệt tích. Nàng nhớ Năm, có nói đi cấy bên kia sông. Thế là con gái chủ ruộng tự động chèo ghe đi tìm. Thấy người yêu đâu ốm nằm lả đi một mình giữa cánh đồng vừa gặt, nàng khóc như mưa như gió. Nàng ở lì bên đó với chàng mấy ngày liền, không chịu về nhà. Và rồi đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp của cặp tình nhân trẻ tuổi, tràn trề nhựa sống. Hai người ở với nhau như ông Adam với bà Eva, thuở hồng hoang, khai thiên lập địa, bất kể nhân gian. Nàng cho chàng tất tần tật đời con gái. Dĩ nhiên, những chuyện lùm xùm tai tiếng xảy ra sau đó chẳng ngăn cản nổi hai người lấy nhau và chung sống cho tới bây giờ. Ông Năm yêu quý vợ còn hơn chính sinh mạng của mình. Vì bà Năm lấy ông đâu có kể số gì cái thân phận nghèo hèn của ông. Có lẽ kiếp trước, bà Năm vẫn còn chưa trả ông một món nợ nào đó lớn lắm thì phải. Giờ đã lục tuần, sống lăn lóc bụi đời thế này chẳng qua là vì còn có bà vợ yêu quý bên cạnh. Giờ không có bà, nhiều lúc ông tưởng mình cụt mất hai cánh tay và khiếm khuyết cả linh hồn. Qua cái smartphone, tình hình đáng lo ngại của cơn đại dịch đang bùng phát khắp nơi. Mới từ hơn 3.000 ca vào cuối tháng 5, nhảy vọt dựng đứng lên hơn 10.000 ca vào giữa tháng 6, 2021. Tức là chỉ sau có 2 tuần lễ. Đã có nhiều người chết vì không thể chống chọi lại với độc lực của con virus tai hại này. Ông biết rằng chỉ thị 15 bắt giãn cách xã hội 2 tuần lễ chỉ mới là sự khởi đầu, mà chưa thể đoán biết ngày kết thúc. Không phải là người dễ dàng sợ hãi trước những biến cố, nhưng ông bắt đầu thấy hoang mang lo lắng. Thật sự thì ông Năm chẳng lo gì cho mình, chỉ có nỗi buồn vì phải xa vợ làm ông khó chịu mà thôi. Ban ngày nếu không ra chòi sửa xe thì ông loay hoay tìm cách bít lại những lỗ thủng trên mái tôn, chuẩn bị đón mùa mưa đang tới. Mai mốt bả lên khỏi sợ bị mưa dột tông tông khi đang ngủ. Căn trọ kế bên là nhà của ông Mười Ba Gác. Ông này sống có một thân một mình, hình như lớn hơn ông vài tuổi gì đó. Dù già cả rồi nhưng vẫn phải gò lưng đạp ba gác chở rau cho bạn hàng trong chợ kiếm sống qua ngày. Mấy tuần chợ búa giãn cách, ông gần như thất nghiệp. Tình hình kinh tế có vẻ còn tệ hơn cả ông Năm. Nói là tệ vì sau 2 tuần ăn uống dè sẻn thì cái kho đồ ăn của ông Năm cũng dần cạn sạch. Để tìm cách bổ sung nguồn thực phẩm, ông cũng chịu khó đi lòng vòng lùng kiếm, coi có ai bán thứ gì thì mua thứ ấy. Nhưng cũng chẳng còn có ai buôn bán gì nhiều. Thỉnh thoảng ông kiếm được chục trứng, bó rau hay vài hũ chao. Ông thử vào cái siêu thị nhỏ trong dãy shop house của chung cư mà cũng chẳng mua được gì nhiều. Có lần vô đó mua được miếng thịt, vì tin tưởng nhân viên siêu thị nên ông không chịu kiểm tra.
đến khi xách về nhà, mở ra thì thấy có mùi ôi thiêu, thật khó chịu. Thịt thà rau củ trở nên khan hiếm. Dù chưa đến nỗi đói, nhưng cái sự thiếu thốn đã bắt đầu hiện diện. Mỗi tối nằm trong giường, nói chuyện với vợ là thời gian vui vẻ bình yên nhất trong ngày. Câu đầu tiên bà Năm hay hỏi: "Hôm nay ăn gì?" "Tôi ăn cơm với trứng chiên." "Có rau không?" "Không kiếm được rau. Chẳng có ai bán gì để mua hết. Có khi còn vớ phải đồ héo úa ôi thiêu nữa kìa." "Dưới này không thiếu thứ gì. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra." "Không sao đâu mà. Tôi chỉ quan tâm một thứ mà thiếu nó làm tôi khó chịu thôi hà." "Là thứ gì?" "Là bà chứ gì nữa mà hỏi." "Thiếu hơi vợ làm tôi khó chịu quá. 2 tuần rồi. Biết làm sao bây giờ? Hay là tôi tìm cách lên với ông nha?" "Không được. Vi phạm lệnh giãn cách là bị phạt đó." "Thôi, ráng đợi đi ha. Ai sao mình vậy? Thiệt chán quá đi." Thật ra bà Năm muốn bất chấp cái lệnh giãn cách mà cứ về Đại Sài Gòn. Thiếu cái ông già này, bà cứ trông trên, thiếu thốn thế nào ấy. 30 năm nay, làm gì cũng có nhau, chưa một lần rời xa nửa bước. Lý lẽ cuộc đời bà chỉ là ông thôi. Mà bà biết ông cũng như vậy, đang rất khốn khổ khốn nạn vì thiếu bà. Coi trên mạng, người ta nói chí hướng con người phải cần thực hiện những điều vĩ đại thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Nhưng cả hai ông bà thì có chung ý nghĩ. Điều vĩ đại nhất của họ là cố gắng dính chùm với nhau mãi mãi, không gì có thể tách rời ra được. 2 tuần, rồi 4 tuần, tức là hết tháng 6. Chính quyền gia hạn lệnh giãn cách theo chỉ thị 15 đến thêm 2 lần nữa vì sự bùng phát dữ dội của dịch bệnh. Tính đến 30 tháng 6 2021, cả nước có khoảng 15.000 ca nhiễm. Và đáng lo ngại là chỉ gần 10 ngày sau đó, tính đến 8 tháng 7 2021, vọt lên 23.000 ca nhiễm với hơn 100 người chết. Thế là vào lúc 0 giờ ngày 9 tháng 7 2021, toàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày. Tức là nâng cấp hạn chế mọi hoạt động di chuyển của người dân. Các tỉnh thành khác cũng áp dụng chỉ thị này sau đó không lâu. Bây giờ ai ở yên đó, không có việc gì cần thì không được ra khỏi nhà. Khi hay tin thì bà Năm cằn nhằn. Lại cái tật cằn nhằn cưỡi nhưỡi. Nhưng lần này thì qua phone. Hôm trước nói tìm cách lên ông, nhưng ông cứ cản. Giờ hết cách rồi, biết không? Chứ tôi biết làm sao. Ở trển nghe nói nhà nước có tổ chức cứu trợ hay cung cấp lương thực thực phẩm gì đó, ông có nhận được gì không? Chưa thấy gì hết. Hơn nữa, mình là dân tạm trú mà, ai quan tâm chứ? Nghe nói ai cũng được, chẳng có kể thường trú hay tạm trú gì hết. Tôi chưa thấy. Mà ông còn tiền không? Còn ít. Nhưng tiền thì để làm gì? Có gì để mua đâu. Ông Năm thấm thía sự bất lực. Nếu không có phong tỏa, chắc chắn ông sẽ xách xe máy chạy về quê ngay với vợ, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng bây giờ thì đi không được, mà ở cũng không xong. Nguy cơ đói là sự thật hiện hữu. Nhưng vài ngày sau, khi lương thực thực phẩm đã cạn kiệt, thì khu vực nhà trọ của ông Năm nhận được hỗ trợ từ phường sở tại.
5 ký gạo, 1 bó rau muống và ít củ quả. Thực sự là món quà quý giá đến với ông thật đúng lúc. Ông khoe với bà Năm liền lúc ấy: nhiều đó là đủ để sống tiếp chục ngày nữa. Ráng lên ông xã, tôi đang cố tìm cách gửi đồ ăn lên cho ông đây. Không thể để chồng thiếu thốn như thế này được. Thiếu ăn lúc này rất nguy hiểm, vì sức đề kháng yếu thì dễ dàng nhiễm bệnh. Bà tính gửi kiểu gì bây giờ? Để tìm ra cách sẽ nói cho ông biết sau hen. Nhưng bà chưa kịp gửi đồ lên thì ông Năm xảy ra chuyện. Một tuần trước đó, khi ông Năm đang nằm trong nhà, thời gian này ông thấy trong người không khỏe lắm. Có lẽ là do ăn uống thiếu thốn nên cơ thể có dấu hiệu suy nhược. Hơn nữa, tình hình Covid lây lan nhanh chóng nên ông cũng làm biếng và ngại bước chân ra ngoài. Nghe tiếng gõ cửa nên bước ra coi ai gọi, thì thấy ông Mười Ba Gác đang đứng. Ông hỏi: có chuyện gì đó anh Mười? Anh Năm còn gạo cho tôi mượn một ít được không? Anh chờ xíu ha. Ông Năm cũng chỉ còn khoảng hơn 1 ký. Lấy cái bịch xốp, cho vào đó 2 lon sữa bò gạo, rồi xách ra cửa. Ông nói: tôi cũng chỉ còn có mấy lon, chia cho anh 2 lon. Nấu cháo, ăn cho đỡ hao gạo nghe anh. Cảm ơn anh Năm, có gạo tôi trả lại liền. Khỏi anh à, chia sẻ nhau trong thời kỳ khó khăn, vay mượn cái gì. Khi ông Mười quay lưng đi về nhà, lúc tới trước cửa thì ông Năm thấy ông Mười gặp người lại vì cơn ho sù sụ rất dữ dội. 2 ngày sau, lúc phường tới phát gạo và thực phẩm thì cũng là lúc nhân viên y tế cho xe cứu thương tới đưa ông Mười vào bệnh viện cấp cứu vì đã bị nhiễm Covid và có chuyển biến rất nặng. Sau khi nói chuyện với vợ 1 ngày thì ông Năm bắt đầu khởi phát triệu chứng nhiễm Covid. Ông lo sợ nghĩ thầm: hay là mình bị già Mười lây rồi ta? Trong nhà không còn thứ gì để ăn lấy sức, cũng chẳng có thứ thuốc gì uống ngoài mấy viên hạ sốt paracetamol, và ông thực sự không biết phải làm gì. Ông Năm bắt đầu có các triệu chứng điển hình khi bị Covid như sốt, đau đầu, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi và ho. Ông hy vọng mong manh rằng mình chỉ cảm cúm bình thường nên uống 1 viên thuốc para và nằm nghỉ. Theo các thông tin trên mạng, hiện giờ tại các bệnh viện và trạm y tế đều đang quá tải. Ông không muốn nhập viện hoặc đi khám bác sĩ vì sợ phải chờ lâu và có thể bị lây nhiễm thêm. Ông cũng không muốn làm vợ con lo lắng nên chỉ im lặng và chờ đợi. Mà chờ đợi gì? Biết đâu ông không hề mắc Covid, hay chờ một phép màu? Ông cũng không biết nữa, chỉ thấy lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, cô đơn và lo lắng. Ông biết hiện giờ đã có nhiều người chuyển biến nặng, không thể qua khỏi. Ông đã 60 tuổi, bị cao huyết áp như nhiều người lớn tuổi khác. Ông tự hỏi mình có vượt qua được kiếp nạn này không? Ông nằm li bì suốt cả ngày hôm ấy. Qua đến hôm sau, tình trạng cũng không hề cải thiện. Mà thật lạ, đã hơn 1 ngày rồi, bà Năm cũng không gọi cho ông. Mà hình như trong hoàn cảnh này, ông cũng không quá bận tâm đến điều đó. Tốt nhất là bà đừng gọi, để không thấy ông trong bộ dạng giả dựa như thế này. Ông Năm nằm suy nghĩ miên man về nhiều thứ, về những kỷ niệm đã qua, về thời gian hai vợ chồng chia ngọt xẻ bùi bên nhau, và cả những năm tháng nhọc nhằn mưu sinh nơi xứ lạ quê người. Cảm giác yếu ớt của người bệnh khiến ông trở nên ủy mị và thấy nhớ nhà, nhớ vợ con da diết. Nước mắt ông tự nhiên chảy ra liên hồi. Ông thấy tội nghiệp cho bản thân và trái tim co thắt lại một cách đau đớn.
Nhưng đến tối thì bà Năm gọi. Cơn sốt lúc này khiến đôi mắt ông có cảm giác nóng rực và thỉnh thoảng có những cơn ho như xé phổi. Có lẽ bà không biết ông đang ốm. Ủa? Sao bữa nay ngủ sớm vậy ông già? Anh thấy hơi mệt. Chắc là tại cả ngày nay lo sửa cái mái nhà. Nè, đừng có để bệnh nè nha. Ông Năm đột nhiên xưng anh như cái thời cách đây hơn 10 năm trước. Vậy mà bà cũng không để ý. Ông biết với bà, dù ông có xưng anh hay tôi, đều không làm bà quan tâm. Cách gọi nào cũng vậy. Chỉ có tình cảm chứa đựng trong lời nói mới có thể làm bà lưu ý. Nhưng bà Năm cũng vừa nhận ra giọng nói của chồng khang khát. Ông yếu xìu và như đang ngủ mà giật mình thức dậy. Mà có lẽ ông bệnh thật rồi. Trời ơi, ăn uống vậy mà sao không bệnh cho được. Tôi không sao mà. Bà cho tôi ngủ sớm một bữa nha. Tôi hơi mệt, đau nhức khắp người. Cố gắng lên đi mình. Tôi đang tính nhờ anh Bảy xe tải chuyển đồ ăn cho ông. Nhưng nghe nói ông đi Sài Gòn vận chuyển rau xanh gì đó, chưa về. Được rồi, bà với mấy đứa nhỏ cẩn thận, đừng để lây nhiễm. Tôi nhớ rồi mà. Nè bà. Gì vậy ông? Tôi nhớ bà. Nhớ con vợ quá. Em cũng vậy nữa. Nói xong, bà Tư cúp phone. Nghe vợ xưng em, trái tim ông dường như tan chảy. Thông thường, bà cũng hay xưng tôi như ông. Chỉ những lúc yêu thương đầm thắm, hay những lần vợ phấn khích trong lúc trần truồng ôm chặt lấy ông. Trời đất ơi, sao lúc này sắp hết hơi tới nơi mà ông lại nhớ tới cái chuyện đó nhỉ? Nước mắt ông tự nhiên lại ứa ra, ướt đẫm cái gối. Tới sáng thì ông Năm không thể ngồi dậy. Những cơn ho rũ rượi khiến ông mệt như muốn tắt thở. Ngực liên tục đau nhói. Biết không thể nằm im chờ chết, ông lấy phone gọi cho đường dây nóng của trạm y tế phường. Nhưng đường dây bận liên tục, chỉ nghe tiếng tít tít vô cảm đến muốn phát điên. Nhưng còn mấy hơi sức đâu mà nổi điên, phải kiên nhẫn thôi. Ông cứ bấm gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Và phải gọi đến lần thứ bao nhiêu cũng không biết nữa, thì có người bắt máy. Nhân viên y tế nói rằng sẽ cử xe cứu thương đến đưa ông đi cách ly và điều trị. Nhưng ông phải kiên nhẫn chờ đợi vì hệ thống y tế đang quá tải nghiêm trọng. Ông gọi từ gần trưa mà đến chiều tối xe cấp cứu mới đến. Khi xe tới thì ông đang nằm mê man ly bì. Lúc ra xe cứu thương, đầu óc ông Năm mù mờ, không nhớ cả đến việc bấm khóa cửa mà mấy nhân viên y tế tự động làm giùm ông. Ông cũng quên luôn chiếc điện thoại. Nó rơi xuống chân giường, không biết từ lúc nào nữa. Khi ra khỏi cửa, đột nhiên ông Năm thoáng nghĩ, biết đâu mình không còn trở lại nơi đây nữa thì sao? Ông nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, hy vọng rằng mình sẽ được chăm sóc tốt, sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống một lần nữa. Nhưng ông cũng biết, mình là một trong hàng ngàn người bị nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này. Nhưng ông không ngờ mình lại là một trong mấy trăm người chuyển biến nặng và suýt không còn trở về căn nhà trọ đó nữa. Sau 2 tuần, tình trạng của ông không có chút cải thiện nào. Ông Năm cảm thấy ngày càng khó thở hơn, dù đã dùng máy tạo oxy. Bác sĩ điều trị cho biết khi đo nồng độ bão hòa oxy trong máu thì thấy chỉ còn 85%. Đây là dấu hiệu nguy hiểm, cho thấy ông đang bị suy hô hấp nặng. Ông nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ. Trời nắng chang chang, chỉ có tiếng loa phát thanh
và tiếng lao xao trong bệnh viện. Thỉnh thoảng, một bệnh nhân tử vong được đẩy ra khỏi phòng, càng khiến ông hoang mang, sợ hãi. Ông Năm không biết mình có thể sống sót qua đợt bệnh này hay không. Ông có còn được gặp lại gia đình của mình không? Dù có thể mượn phone của bệnh viện hay nhờ ai đó gọi giùm về nhà, nhưng ông lại không dám cho bà Năm biết hiện trạng nguy hiểm của mình. Nên ông cứ lần lữa, rồi cho đến lúc mê man thật sự. Bà Năm muốn phát điên vì tự nhiên mất liên lạc với chồng từ sau cuộc gọi đêm đó. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo vang khi bà gọi tới, nhưng không ai bắt máy. Bà liên tưởng ngay đến việc chồng đã bị bệnh và có thể đã nhập viện. Nhưng sao ông lại không mang điện thoại theo để thông báo cho vợ con ở nhà? Ông không biết rằng làm như vậy là càng làm cho bà lo sợ, mất ăn mất ngủ hay sao? Từ nỗi lo lắng, bà chuyển sang giận dữ. Tại sao ông già lại có thể vô tình như thế? Bà biết chồng mình rất chu đáo, không bao giờ để cho bà lo lắng. Ý nghĩ này khiến bà thoáng nghĩ tới chuyện xấu đã xảy ra, và bà sợ hãi, vội vàng gạt đi nỗi sợ không hay đó. Nhưng rồi bà Năm, một người phụ nữ quyết đoán và tháo vát, đã tìm ra cách để biết được tình trạng của chồng. Bà cùng các con lục lọi các số điện thoại trên mạng có thể gọi được để tìm hiểu về số phận của ông Năm. Và sau mấy lần thất vọng thì bà Năm đã tìm ra đường dây nóng của trạm y tế phường, nơi tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu của ông Năm hôm đó. Cuối cùng, bà cũng biết được ông Năm đã được đưa đi cách ly và điều trị COVID. Nhưng chỉ vỏn vẹn nhiêu đó và không thể có thêm thông tin nào nữa. Trong lúc mê man đứng giữa sự sống và cái chết, ông Năm mơ thấy ngày xưa, thuở mới yêu của hai người trẻ tuổi. Cảnh của con gái ông bà chủ đất chèo xuồng qua sông, hẹn hò với ông hiện rõ mồng một trong giấc mơ, cứ y như mới xảy ra ngày hôm qua đi thôi. Mơ thấy hai đứa ôm nhau lăn trên ủ rơm cạnh căn chòi ruộng. Nàng vẫn thường thủ thỉ bên tai ông những lúc phấn khích: "Em thích cái cảm giác này, em cứ muốn như vậy hoài hả?" "Anh cũng vậy mà cưng." Không hiểu sao thời gian đó hai đứa có thể yêu nhau liên tục từ sáng đến chiều, cứ như mê man trong thân xác của nhau và không bao giờ biết chán. Nói đâu xa, chỉ mới đây thôi, cái đêm yêu nhau lần cuối trước ngày lên đường về quê, bà vẫn còn thì thào vào tai ông: "Lúc nào anh cũng làm em sung sướng hết á. Chồng của em tuyệt vời nhất trên đời." Không được, ông không thể chết một cách dễ dàng như thế này. Ông vẫn muốn sống. Ông muốn quay về quê, về cái nơi thật sự của hai đứa. Nếu có chết thì sẽ chết tại nơi đó, bên cạnh vợ con, chứ không thể nằm chết lạnh lẽo một mình nơi đây và trở thành nắm tro tàn vô thừa nhận. Sau một tháng nằm trong bệnh viện thì ông Năm hồi tỉnh và trở lại âm tính với COVID. Ông hồi phục rất nhanh, vốn là người khỏe mạnh nên chỉ hơn tuần sau thì ông gần như trở lại bình thường. Và ông được xuất viện sau 5 tuần lễ cam go chiến đấu chống lại thần chết. Ngày đầu tiên, ngay khi về tới căn phòng trọ, ông lấy điện thoại gọi cho vợ. Cảm giác gặp lại người thân sau khi từ khỏi chết trở về với ông giống như lạc bước vào chốn thiên đường, không thể nào diễn tả được. Bà Năm khóc như mưa và mắng nhiếc chồng không tiếc lời: "Đồ vô lương tâm, tại sao lại để con vợ ốm o gầy mòn bị đau khổ và lo lắng như vậy? Gặp ông á là tôi sẽ giết ông chết mới hả cái nư. Đồ thằng chồng mất dạy, sao không chết luôn đi, giờ còn gọi làm chi nữa?" Ông Năm cười khì khì: "Đợi hết giãn cách, anh về quê liền cho em giết."
anh muốn chết trong tay em lắm nè. Xì, thấy ghét quá đi. Còn anh thì thấy thương vợ quá đi. Chồng à, khi nào thành phố Hồ Chí Minh dỡ bỏ hạn chế giao thông, ông chuẩn bị lo thu xếp về quê luôn đi. Tình hình này còn lâu lắm mới trở lại như xưa. Cố gắng bám trụ cũng chẳng thể làm ăn được gì. Khi nào bình thường trở lại thì vợ chồng mình lại trở lên thành phố, có phải không? Anh cũng nghĩ vậy. Sống như vậy nhớ con vợ chịu không nổi. Về đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, vợ chồng có nhau. Em không muốn anh ở trển một mình nữa. Ok, tuân lệnh bà xã. Hết giãn cách, anh dông về liền. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị 18, nới lỏng giãn cách, cho phép người dân đi lại trong địa phận thành phố, nhưng không được tự ý di chuyển sang các tỉnh thành khác. Nhưng ngay sáng hôm đó, khi các rào chắn được dỡ bỏ, thì hàng ngàn người dân nhập cư bất chấp lệnh cấm rời khỏi thành phố vẫn còn hiệu lực, đã ùn ùn rời bỏ nơi làm việc để quay về quê. Họ không còn sức chịu đựng vì một thời gian dài mất việc làm. Các cơ sở sản xuất thực tế vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Áp lực kinh tế đè nặng, tiền nhà, tiền ăn không còn lo nổi nên không thể bám trụ. Dù chính quyền thành phố ra sức vận động thuyết phục người dân ở lại, hứa sẽ hỗ trợ chỗ ăn chỗ ở cho những người mất việc, mất nhà, nhưng chỉ trong có vài ngày đầu tháng 10, 2021, đã có gần hàng trăm ngàn người chấp nhận rời bỏ vùng đất hứa Sài Gòn, lũ lượt kéo nhau về quê. Gần như trên mọi nẻo đường đất nước đều xuất hiện cảnh người dân đi xa máy hàng trăm cây số, thậm chí hàng ngàn, ra tới miền Trung và cả các tỉnh phía Bắc. Tay xách nách mang, con bồng con bế, ăn ngủ vạ vật dọc đường. Họ chấp nhận cả việc sẽ bị cách ly 15 ngày khi về tới địa phương. Trong hoàn cảnh đó, chính quyền các nơi cũng đành phải tổ chức tiếp tế, cứu trợ và xét nghiệm COVID cho những người vừa từ tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh trở về. Đây là một cuộc di cư ngược vĩ đại nhất từ trước đến nay do ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch COVID. Ông Năm cũng nằm trong số đó. Đêm hôm trước, ông đã thông báo với vợ sang ngày mai sẽ theo đoàn người di cư ra khỏi thành phố. Ngồi trên chiếc xe hai bánh với quãng đường hơn 150 km, nhưng đường về quê dường như xa tít tắp. Ngày thường, ông án chừng chỉ đi 3-4 tiếng sẽ về tới Đồng Tháp, nhưng lần này thì không phải vậy. Khi tới Long An thì đoàn người bị chặn lại. Tất cả các tỉnh miền Tây thời điểm đó gần như chưa cho phép người từ nơi khác tới hoặc đi ngang qua địa phương của mình. Nhất lại là từ thành phố Hồ Chí Minh, một tâm dịch khổng lồ của cả nước. Hồi xưa, có thể ai đó về quê cũng muốn khoe mình vừa ở Sài Gòn về. Nhưng bây giờ, nghe nói đến dân Sài Gòn thì ai cũng giật mình hoảng sợ và vội vàng tránh ra xa ít nhất 5 mét. Thật là nghịch lý phải không? Đến mỗi chốt chặn lại phải chờ xét nghiệm và quyết định mới của địa phương trong tình hình không lường được này. Hầu như trước những trở ngại khó khăn đến thế mà cũng không ai có ý định quay đầu trở lại Sài Gòn. Trở lại thế nào được khi mà nhà đã trả lại cho chủ trọ, việc làm chưa có, vậy thì ăn đâu, ở đâu? Mọi người có những lúc tiến thoái lưỡng nan, thót tim như vậy. Còn chính quyền các nơi thì tỏ ra lúng túng, không biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Nhưng việc đáng lo ngại nhất vẫn là tình hình tập trung đông người ở các trạm kiểm soát, có thể làm bùng phát dịch bệnh mà các địa phương đang cố gắng ngăn chặn. Vượt qua các trạm kiểm soát với hai lần test COVID,
phải mất gần 2 ngày 2 đêm thì ông Năm mới về được tới quê. Nhưng ngay tại trạm kiểm soát ở địa phương, ông bị buộc phải lên xe đi cách ly 10 ngày. Thế là vẫn còn đỡ hơn nhiều người khác, phải mất đến 2 tuần. Vì ông có giấy xác nhận vừa khỏi bệnh COVID-19. Chính thức thì gần giữa tháng 10, ông mới gặp lại vợ con trong cảnh nước mắt nước mũi chàm ngoàm, mừng mừng tủi tủi. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà, sau gần 5 tháng không được ôm vợ, ông nói với bà: "Từ nay đừng có bao giờ đề nghị chuyện rời anh đi đâu một mình nữa nha." "Biết rồi ông già." "Trời ơi, được ôm vợ nó sướng gì đâu á." "Em không bao giờ rời anh nữa đâu. Nói là phải nhớ đó nha." Trong năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc càn quét khủng khiếp của cơn đại dịch lịch sử. Không ai có thể quên được cái chết của gần 20.000 người bị lây nhiễm. Cũng không thể nào quên được sự hy sinh của hàng ngàn y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, xả thân cứu người trong đại dịch. Cũng không ai quên được những nghĩa cử tương thân tương trợ, chia sẻ nhau, chút lương thực thực phẩm khan hiếm khi ấy. Từ trong tận cùng nỗi sợ, xuất hiện biết bao tấm lòng nhân ái và cao thượng mà chỉ trong hoạn nạn người ta mới nhận thấy. Theo một vài thống kê, kể từ 21 tháng 4 đến 1 tháng 10, 2021, thành phố Hồ Chí Minh có 503.244 ca nhiễm COVID được ghi nhận và có đến gần 17.000 người tử vong. Cũng trong thời điểm đó, tính chung cả nước có 1.731.251 người nhiễm và 42.394 người chết. Đây là những con số ước chừng chưa chính xác lắm, nhưng cũng nói lên sức tàn phá khủng khiếp của cơn đại dịch thế kỷ. Nếu bạn đã trải qua những ngày tháng đối diện với hiểm họa, thì sẽ hiểu rõ được ý nghĩa của cuộc sống nó quý giá đến chừng nào. Cơn đại dịch lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người, nhưng đồng thời nó cũng dạy con người cách sống nhân bản, tình yêu thương đồng loại, sự hy sinh quên mình và lòng can đảm trước cái chết. Thưa các bạn, đây là một truyện ngắn lồng trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh giữa cơn đại dịch COVID-19. Bài viết như một lời tưởng niệm cho 2 năm ngày thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị 15 vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021, như một phản ứng đầu tiên trong công cuộc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Một thảm họa lịch sử để lại di chứng lâu dài cho tinh thần người Việt Nam nói chung và người dân Sài Gòn nói riêng, cho nền kinh tế cả nước mà mãi đến 2 năm sau vẫn chưa thể hồi phục như cũ. Bài viết này như một lời tưởng niệm đến mấy chục ngàn đồng bào đã khuất trong đại dịch, là lời cảm ơn chân thành đến tất cả lực lượng y tế anh hùng, những người đã đóng góp tiền của công sức cho công cuộc chống dịch COVID-19. Riêng chúng ta sẽ không bao giờ quên đại nạn đã qua, để luôn đoàn kết và hướng tới tương lai tốt đẹp vẫn đang ở phía trước.